Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.